Shop. Ambe Shop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa Zorro. Một mẫu dạo này gần đây thì Ambe Shop về rất là nhiều mẫu kiểu đồng độc lạ như thế này, rất là đẹp luôn. Đựng trong hộp hai lớp anh em nhá. Lớp bên ngoài bằng giấy này, lớp bên trong bằng gỗ, rất là chắc chắn và sang trọng luôn. Anh em là làm quà tặng thì cực kỳ thích hợp và cực kỳ VIP và chất luôn, độc lạ luôn nhá. Đấy, bộ sản phẩm của mình bao gồm là một bộ phụ kiện kèm theo này, một chiếc bật lửa này và một cái túi nhung để đựng nhá. Cộng theo đó là một cái catalog của hãng này. Đây, mình sẽ nói về cái túi nhung này. Đây là một cái túi nhung dây rút rất là đẹp và chắc chắn luôn. Anh em khi mà mình không sử dụng nó, mình đựng cái bật lửa vào đây, hoặc là khi mình di chuyển đi xa mình có thể đựng vào đây, hoặc là anh em mà không sử dụng đến ấy, mình để trong một thời gian dài thì mình có thể là để vào đây để cho nó không bị bụi. Đấy, rất là đẹp và sang trọng luôn. Ở đây là một cái bộ phụ kiện này. Đấy, cái bộ ở đây thì có hai cái răng, một cái chổi vệ sinh và kèm theo đó là 5 viên đá. Một cái hộp này 5 viên đá để anh em thay thế nhá. Đá này thì có thể dùng chung với lại đá của Zippo. Ở cái chổi vệ sinh này để dành cho anh em vệ sinh bật lửa, khi mà bật lửa mình dùng một thời gian ấy thì cái tàn thuốc nó bay vào, nó hơi bị bẩn một chút thì mình có thể vệ sinh nó nhá. Đấy, đây là một chiếc bật lửa xăng đá cối cổ và được sử dụng làm đồng nguyên chất, được làm bằng đồng nguyên chất, đa năng luôn, làm móc khóa luôn nhá. Đấy, ở đây thì có buồng đốt luôn nhá. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, em kéo lên nhá, mình đánh lửa đó, rất là chất luôn. Đấy, chất cực kỳ luôn. Em yên tâm là cái mẫu này rất là kín và giữ xăng nhá. Bây giờ mình kéo xuống như thế này là cái chụp bấc nó tự động kín lại như thế này rồi, rất là kín luôn. Mà hơn nữa nhá, Zorro họ rất là chu đáo, họ làm luôn một cái chụp bấc nhỏ nhỏ bên trong này nữa, có nghĩa là úp thẳng luôn vào cái bấc bên trong này rồi sau bắt đầu mới lại úp thêm một lần nữa, đó là 2 lần chụp bấc ấy, rất là kín luôn. Đấy, anh em thay đá ở đây, vặn con ốc này ra để thay đá, vặn cái đít này ra để mình châm xăng. Đấy, xăng bắc đá thì anh em trùng chung với Zippo. Đấy, anh em nếu mà không tìm được xăng bắc đá chính hãng ở gần nhà thì có thể là liên hệ với shop, shop sẽ hướng dẫn cách mua xăng bắc đá hoặc là hướng dẫn anh em phân biệt chính hãng với lại hàng giả hàng nhái nhá. Đấy, anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc anh em có thể truy cập website ambe.vn và gõ vào ô tìm kiếm là Z529 sẽ ra sản phẩm nhá. Đấy, hoặc anh em có thể liên hệ cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình, rất là nhanh ạ. Em cảm ơn anh em rất là nhiều.